Hiện tại mình đang ở tại bản Ổn, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ để ghi hình lễ hội cho mọi người. Lễ hội Bến Sáo thường tổ chức vào ngày 19, 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Ngày 20 là ngày chính. Họ dâng lễ lên tế đền đền thờ vua Lê Lợi cùng kết thúc trong buổi sáng luôn. Bên đây rất nhiều các nhà quay phim, nhà báo, người ta đài truyền hình huyện. Bye.
chậm thôi. Xin chào. Chị sáng sớm ơi. Chào à. Xin chào nông nghiệp anh em nha. Nhìn bính cho sang bên đi rồi. Sang đây sang bên đi rồi. Giúp lên được kiện bính. Rồi trồng rễ vị trí có cái giá đời trồng đấy. Rồi bắt đầu chúng ta. Rồi bắt đầu chúng ta có cái giá bắt đầu để chúng ta dừng vào các cái giá này. Đây. Chị, chị đôi đó. Chị đôi đó, chị đôi đó. Đẹp ơi. Cái ông gặn cái mắm nước nguyệt này cho thật tôi đứng thọc thọc. Chúng ta gặp theo từ bàn hiền, bàn hòn, bàn tên âm bóng chủ và bảo vệ thẩm mỹ và tư hình theo từ từ. Ba liệt thôi. Ba liệt thôi. Có. Không không, chúng ta không bỏ hôm sau rồi, chúng ta ở đây là có bàn thôi. Nhiều cân chúng ta bột nhiều một bấm một con nhiều cân một cả gà ánh đưa vào. Nước cùng mó ấy, nước cùng mó đấy. Bạn hiền, bạn hỏi, bạn kia là dừa. Hey, hello.
เขาให้หอมบอกง่าเขาหน้าหอมบอกแหวเขาแหวแรงหอมบอกง่าจริงอยู่โจงอยู่มั่งบ้านนั่งบ้านไม่อยู่อยู่โจงไม่อยู่ทั้งหลายเมื่อยังไงมาเกี่ยวครับหลักก็มาเกี่ยวพ่อเมื่อกูได้อยู่อยู่ห้องก้นก้นมันคอยมันดึกปานสางมันหลังปานนาเบาจังปักนาเพื่อทำหาบุจังปักขาเพื่อกับกูก็ขิงนั่งบ้านว่างเอาลูกหัวเลี้ยไถ่โตแล้วมีมือนั่งถูกโกงเยื่อหันเชี่ยวเพื่อชอมีง่ายไม่เตาเชี่ยวเพื่อชอเอาไว้มากคิดก้นกับมือถ้าเขาก้นกับผมหาบ้านได้ง่ายจังเลยเพื่อสอนเนี่ยจังเพื่อดังเนี่ยมอมเนี่ยเกิดง่ายเพื่อฮักก็หนีง่ายจังเพื่อง่ายก็หนีง่ายใช่เพื่อที่สอนคำเป็นผ้าเพื่อที่ลาคำเป็นผลเป็นแตงบ้านผู้ทามีแปลงมีแก้วมีทาไม่ง่ายหินมีตั้งหลายเออไม่ง่ายเจ้าที่คอยยังบอกเจ้าที่คอยเมยเออนำเจ้ากินเจ้ายาเพื่อสมัยได้ดูแล้วSay đêm nay với người kẻ riêng, có say đêm nay cùng em tiên kỳ. Tiếng cồng chiêng dục bước ta đi, điệu múa lâm vong làm say lòng chìm đắm. Mình mang tình em, mình mang tình bạn, chung chiều cần thương tâm mùa.